Thưa quý vị và các bạn, được xem là vùng sông nước mênh mông bao đời nay, vậy mà người dân tại đồng bằng sông Cửu Long đang phải từng ngày, từng giờ vật lộn với tình trạng thiếu nước ngọt trên diện rộng. Từ nước dùng cho sản xuất đến nước uống, nước sinh hoạt hàng ngày. Đồng ruộng nứt nẻ, kênh rạch cạn trơ đáy. Hạn mặn khốc liệt đang dồn đẩy người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào cơn khát nước ngọt trầm trọng. Hiện tại một diện tích lớn vùng lúa, rau màu, thủy sản của 7 tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long và các địa phương lân cận bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, 5 tỉnh công bố tình huống khẩn cấp như là Bến Tre, Kiên Giang, Tiền Giang, Long An và Cà Mau. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với vị khách mời đó là ông Vũ Đức Long, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để cùng trao đổi về vấn đề này. Xin cảm ơn các quý vị. Dạ cảm ơn ông Vũ Đức Long đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Chào chị. Dạ vâng ạ. Và chúng tôi cũng rất buồn khi mà lần đầu tiên các vùng ở đồng bằng sông Cửu Long phải cái tình trạng nhiễm mặn như hiện nay. Vậy ông đánh giá như thế nào về thực trạng này? Vâng, hiện nay thì có lẽ là qua các thông tin truyền thông thì chúng ta biết là khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm nay là tình hình xâm nhập mặn đã diễn ra là khá là gay gắt. Dạ. Xâm nhập mặn đến sớm, độ mặn thì lấn sâu vào trong các cái cửa sông và dạ, đã có những cái ảnh hưởng rất là lớn đến cái quá trình sản xuất nông nghiệp cũng như là cái cuộc sống của người dân ở vùng này. Dạ. Vậy thì ông giải thích như thế nào về hiện tượng này ạ? Tại vì phần lớn người dân thì cũng nghe đến cái hiện tượng là xâm nhập mặn nhưng mà để hiểu chi tiết như thế nào thì họ cũng không hiểu. Rất là mong ông sẽ giải thích. Có rất nhiều nguyên nhân để gây nên cái tình trạng xâm nhập mặn này. Dạ. Thì có những cái tôi có thể kể ra một số nguyên nhân chính như sau. Dạ. Như là thiếu hụt cái lượng mưa. Dạ. Và là thứ hai nữa là có thể là thiếu hụt cái dòng chảy. Và thứ ba là chế độ chiều ở cửa sông ven biển ở đồng bằng sông Cửu Long cùng với cả chế độ gió biển rồi cũng như là cái hình dạng địa hình của lòng sông. Dạ. Đấy, còn một loạt các nguyên nhân khác có thể là dẫn đến cái tình trạng xâm nhập mặn này. Dạ. Nhưng mà đây tôi có thể là nhấn mạnh đến hai cái nguyên nhân chính gây nên cái tình trạng xâm nhập mặn này. Dạ. Đó là thiếu hụt cái lượng mưa ngay trong mùa lũ và dẫn đến là thiếu hụt cái lượng dòng chảy ở thượng nguồn sông Mekong về. Thì theo cái số liệu của chúng tôi có được thì là cái mùa mưa trên thượng lưu sông Mekong hay là trên toàn lưu vực sông Mekong nói chung là đến khá là muộn và sau đó lại kết thúc sớm dẫn đến là cái lượng mưa trong chúng ta mùa thiếu hụt cái lượng nước mưa trong mùa lũ năm 2019 là thiếu hụt rất là nhiều. Đấy, sau đó dẫn đến là cái lượng dòng chảy cũng thiếu hụt và đặc biệt bắt đầu là từ cuối mùa lũ đến nay thì cái lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mekong về sông Cửu Long của chúng ta thì là suy giảm rất là nhanh. Dạ. Dẫn đến không cái lượng dòng chảy về là không đáp ứng được cái đẩy được mặn ra cho nên là cái tình trạng xâm nhập mặn diễn ra trầm trọng như hiện nay. Dạ. Phần lớn thì người dân bây giờ họ đang quan tâm rằng là đến khi nào thì chúng ta chấm dứt cái tình trạng này và chúng ta có tiên lượng được cái khoảng thời gian nào không ạ? Vâng, nếu mà chúng ta theo dõi thường xuyên các cái bản tin dự báo thời tiết cũng như là thời dự báo xâm nhập mặn khu vực cả đồng bằng sông Cửu Long thì chúng tôi cũng đã đưa ra rất là rõ tình hình xâm nhập mặn hiện nay thì cũng đang ở mức khá là cao, tuy nhiên là cũng đang có cái xu thế là sẽ giảm dần, đặc biệt là trong từ giờ cho tới khoảng cuối tháng 4 thì độ mặn vẫn còn diễn ra, nhưng mà có lẽ là chúng ta có một cái đợt chúng ta cần phải quan tâm nhất, đó là cái đợt khả năng là từ vào ngày 7 cho tới khoảng 13 tháng 4 thì sẽ có một cái đợt mặn có khả năng tăng cao, tuy nhiên là cái đợt mặn này thì khả năng sẽ không bằng cái đợt mặn hồi thời kỳ đầu tháng 3 với đầu tháng 2 vừa qua. Đấy, còn lại những cái thời kỳ còn lại thì là độ mặn sẽ thấp hơn. Dạ, vâng. Thông thường thì với những cái thiết bị kỹ thuật cũng như là những cái các cái đơn vị mà chúng ta có những cái dự báo trước về hiện tượng khí hậu cũng như là những cái diễn biến thay đổi trong các cái hiện tượng tự nhiên thì chúng ta có được những cái cơ chế mà chúng ta dự báo trước cái sự kiện, cái hiện tượng như thế này không ạ? Vâng, thì cũng là nhờ có những cái thứ nhất là trang thiết bị này, dạ, rồi cũng như là các cái công nghệ, rồi là về nguồn nhân lực, dạ, thì chúng tôi cũng đã có được những cái nhận định sớm về cái tình hình hạn hán cũng như là xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long năm nay. Thì cụ thể là ngay trong tháng 7, tháng 8 năm 2019 là lúc đó thì thực ra là thời điểm đó là như chị biết là mới bắt đầu là vào đầu mùa lũ, dạ, của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Dạ. Thì sau khi mà nhận thấy rằng là có nguy cơ cao là thiếu hụt lượng mưa trong cái mùa lũ năm 2019. Tức là chúng ta đã nhận định từ cái tháng 7 của năm 2019 rồi. Vâng, dạ, thì chúng tôi đã ngay lập tức lúc đấy chúng tôi có những cái bản tin gửi các đơn vị chức năng và có cả văn bản gửi ban chỉ đạo phòng chống thiên tai để làm chủ động trong cái công tác phòng tránh. Thì như chị thấy là hiện nay qua các cái báo cáo của Bộ Nông nghiệp
thì chúng ta nhờ chúng ta chủ động phòng tránh nên là cái thiệt hại của chúng ta đã giảm rất là nhiều so với cùng kỳ cái thời đợt mặn năm 2015-16. Cái sự dự đoán của chúng ta thì cũng được coi là khá là kịp thời đúng không ạ? Tuy nhiên thì nếu như mà người ta cũng đặt ra câu hỏi, nếu mà chúng ta đầu tư vào những cái trang thiết bị hiện đại hơn thì chúng ta có thể đánh giá được, dự đoán được sớm hơn các tình hình thay đổi diễn biến của thời tiết được không ạ? Vâng, thì chỗ này tôi cũng muốn giải thích thêm một chút. Việc mà để mà nâng cao được năng lực dự báo và cảnh báo và cảnh báo dài hơn, sớm hơn thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, chứ không chỉ mỗi trang thiết bị hiện đại thì là chúng ta làm hết. Vì muốn nâng cao được chất lượng dự báo này, nâng cao được, kéo dài được thời gian dự báo thì nó có rất nhiều vấn đề. Là thứ nhất là hệ thống trạm quan trắc của chúng ta phải đủ dày. Đấy, thiết bị trong quan trắc phải hiện đại. Ngoài ra chúng ta phải có được hệ thống máy móc tính toán với năng lực cao. Đấy, rồi về thứ ba nữa là các cái công nghệ dự báo của chúng ta cũng phải tốt. Và cái điều mà không thể thiếu và cực kỳ quan trọng đó là về nhân lực, nguồn lực của chúng ta, các cái dự báo viên cũng phải có một cái trình độ nhất định thì chúng ta mới có thể đảm bảo được các cái công việc đó. Cho nên tôi muốn nói là nếu chỉ đầu tư về trang thiết bị không thì là thì chưa đủ. Vậy thì chúng ta có cách nào để mà chúng ta ứng phó được tốt hơn? Thì như tôi đã nói thì chúng ta đã cũng tôi cũng muốn chia sẻ với anh chị là hiện nay thì chúng ta cũng đã và ngành khí tượng thủy văn ấy, đã và đang được chính phủ quan tâm và đầu tư. Hiện nay chúng tôi có khoảng 200 trạm khí tượng và trên toàn quốc khoảng 400 trạm thủy văn, cùng với đó là khoảng 800 trạm đo mưa tự động và 10 trạm radar gần như bao phủ toàn quốc. Và cũng gần đây nữa là chúng tôi được đầu tư một cái hệ thống gọi là siêu máy tính để cho chạy các cái mô hình dự báo toàn cầu, rồi cũng như cái mô hình gọi là thu nhỏ lại cho khu vực. Thì tất cả những cái đấy nó đã hỗ trợ chúng tôi để làm tốt được như vừa rồi. Và tôi nghĩ rằng để cảnh báo trước đến 4 tháng đến 6 tháng về cái tình hình xâm nhập mặn cho một cái mùa khô thì tôi nghĩ là cái đấy cũng là một cái những cái thành công nhất định, và chúng tôi sẽ cố gắng làm sao mà để cho tốt hơn và các trong các bản tin chi tiết hơn nữa. Vậy thì theo ông đánh giá là những cái người nông dân, những cái người mà trực tiếp bị ảnh hưởng thì họ có phải là một cái phần nguyên nhân mà gây đến cái hiện tượng này không ạ? Tôi nghĩ là nếu mà nguyên nhân ấy, thì chúng ta phải có rất như tôi nói một cái là thiên nhiên. Tự nhiên thì tôi đã giải thích. Có yếu tố nào từ con người? Thì nó cũng sẽ có yếu tố từ con người. Ví dụ như là khi chúng ta phát triển thì chúng ta tất cả các làm thì chúng ta đều mong muốn được tốt hơn để cho chúng ta bền vững hơn. Tuy nhiên thì trong quá trình làm thì có thể là có những cái nó không phù hợp thì có thể dẫn đến những cái mà làm cho trầm trọng hơn. Tôi đơn cử như thế này. Ví dụ như với vùng thượng nguồn thì chúng ta xây dựng xây dựng những cái công trình thủy điện. Tuy nhiên thì ví dụ như trong quá trình mà xây dựng cái công trình thủy điện thì mong muốn là trong mùa lũ thì sẽ cắt lũ. Còn trong mùa khô thì là sẽ giữ lại nước đấy để tiếp nước cho mùa khô cho các vùng hạ lưu. Nhưng nếu như mà chúng ta không có cơ chế để vận hành đúng thì dẫn đến là nó cũng sẽ làm cho trầm trọng hơn. Và ngoài ra nữa thì ngay cả ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta thì chúng ta hiểu là tất cả các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ta đều sử dụng chung một nguồn nước trong một con sông. Nếu như mà chúng ta làm riêng lẻ thì sẽ không hiệu quả, mà chúng ta sẽ phải làm theo là ít nhất chúng ta làm cho khu vực tiểu vùng rồi là liên vùng thì chúng ta mới có thể là hiệu quả được trong cái việc mà sử dụng cái nguồn nước và có thể là làm giảm được cái tình hình xâm nhập mặn. Dạ vâng ạ. Vậy thì cái lời khuyên của ông dành cho các cái tỉnh mà ở cái khu vực mà đang bị xâm nhập mặn trong những cái năm tới, họ phải làm gì để giảm thiểu được cái tình trạng như hiện nay? Vâng, thì cái với cái lĩnh vực mà làm công tác dự báo như chúng tôi thì lời khuyên đầu tiên của chúng tôi đó chính là các địa phương cũng như bà con thường xuyên theo dõi các cái bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi. Nếu như mà theo dõi thường xuyên thì chúng ta sẽ nắm được cái diễn biến của cái tình trạng hạn hán cũng như là xâm nhập mặn khi nào sẽ xảy ra. Thì chúng ta sẽ chủ động được các cái biện pháp phòng tránh thì sẽ là giảm thiểu. Thế còn nếu như mà trong cái năm nay thì tôi cũng có lời khuyên với bà con là hiện nay thì có lẽ là bà con cũng đã chủ động, cũng đã có rất là nhiều giải pháp và rồi. Tuy nhiên thì trong sắp tới thì chúng ta bắt đầu sắp vào một cái vụ hè thu. Thì tôi nghĩ là các cái đồng bằng, các cái địa phương mà ven biển thì có lẽ là chúng ta cũng cần về có nghĩa là cái thời gian gieo xạ cho vụ hè thu cũng phải
hoãn lại một thời gian để chúng ta xem xét về tình hình mưa. Dạ vâng ạ, rất cảm ơn ông Vũ Đức Long với những chia sẻ mà tôi nghĩ rằng lúc này thì người dân rất là cần thiết và rất là muốn có một cái sự yên tâm để lắng nghe. Xin cảm ơn ông đã đến với chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tới đây chương trình Chào Buổi Tối xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.